Xin chào anh em. Thì hôm nay ban giới thiệu anh em một chiếc loa sản phẩm của Audas, đó là AX7 và Dub. Loại này có hai loại, màu trắng và màu đỏ. Thì ở đây ba loan chú nhà đang chọn màu trắng để mà làm cái loa cửa cho anh em. Thì trên cơ bản anh em thấy cái họng loa này không? Trên họng loa này là nó bằng luôn anh em. Thì không lo này thì nó phát ra là cái âm thanh vương xa nó rất là rộng anh em, tại vì nó mới là bự luôn mà anh em. Ok ha. Thì trên cơ bản thì trong cái nhựa này thì nhựa tốt rồi, nhựa dẻo rồi, nó ok rồi. Còn màn lo là cái màn lo thì nói chung là quá tuyệt vời rồi anh em, màn lo nó chống nước ngoài trời. Ở phía sau này anh em, ở trên này nó có cái lỗ anh em thấy không đó, cái lỗ này anh em thấy không đó, cái lỗ đó lỗ thoát khí, thoát khí ở dưới này anh em thấy không? Nó có hai lỗ thoát nước này đó anh em, khi mà gắn á anh em thấy không, đây là this side up. Ok anh em, là cái phía này là ở phía trên cho anh em thắng thắng. Em đưa anh một cái lo nữa kìa, thấy có nhiều anh em gắn mà đớp không có để ý. Ok anh em, gắn mà không có để ý, mà anh em mua về á gắn về này, gắn về này không đúng anh em, gắn dày cũng không đúng luôn, gắn ngược rồi. Nếu gắn dày thì nói chung là nước nó ai ngược lại bên trong á anh em. Anh em thấy cái lỗ không? Ngược bên trong là dễ cháy cái lỗ lắm. Anh em gắn đúng cái thật này, đúng dày. Ok anh em ha. Không dày cũng được. Ok anh em. Chứ đừng có gắn ngược dày hay là gắn ngược dày anh em. Thì nó rất là không đúng cái thật. Nó chẳng là không đúng cái thật anh em. Nhà sản xuất của tập đoàn Audas Indo người ta đã đưa thế này rồi, chúng ta nên gắn cái này nè, ok nhất. Ok anh em ha. Không thế này. Ok anh em. Thì nó ok. Chứ còn mấy anh em gắn ngược lại không đúng cái giật này kia, nó đọng nước trong đó thì nó cháy thôi. Ok anh em ha. Vâng, xin chào tất cả anh em ha.